Ôi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Hiện tại trên Đà Lạt đây là 15 giờ 1 phút và nhiệt độ hiện tại là 22 độ. Các bạn có thể hiểu được không? Đà Lạt những ngày này thật sự đang rất rất là nóng luôn á. Bây giờ là 3 giờ chiều mà 22 độ, buổi trưa thì phải tầm từ 24 đến 26 độ và nó rất là nóng á, khiến cho mình toát cả mồ hôi ra. Thì mình không biết là ở chỗ các bạn như thế nào, trong khi là mình đọc báo thì tình hình năm nay có thể là một trong những năm rất là nóng. Nói chung là nóng kinh hồn các bạn. Mặc dù nóng nhưng mà hôm nay mình vẫn muốn chia sẻ với các bạn, đó là mình thấy mọi người làm rất là nhiều tteokbokki và bánh tráng. Nhưng khi mình lại là một con nghiện tteokbokki nên là hôm nay mình quyết định sẽ làm một nồi tteokbokki thật là siêu to khổng lồ cho ba người ăn. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Bình thường thì mình toàn quay vào ánh sáng tự nhiên không á, nên là hôm nay sau một buổi trưa rất là oi bức thì bây giờ trời bắt đầu tối rồi. Giác như là nó sắp mưa mà mình đang ở ngoài quán nên là nó có thể hơi ồn, các bạn thông cảm nha. Để làm tteokbokki và bánh tráng thì nguyên liệu không thể thiếu đó là bánh tráng. Mình thấy mọi người hay sử dụng loại bánh tráng của Sapeco, cái vòng là màu xanh nè, nhưng mà vì nhà mình có sẵn cái này nên là mình sẽ dùng cái này luôn nha. Sau đó chúng ta sẽ làm rất là đơn giản thôi, đó là mình sẽ dùng tầm 3 cái bánh tráng đó. Bánh tráng như vậy, cái loại này mình dùng thì nó sẽ cứng hơn so với con một chút. Sau này mình sẽ nhúng vào trong nước, nhúng cho nó đậm ba cái bánh luôn nha các bạn. Mà ngoài đây rất là ồn, các bạn không cãi gì mình nha, tại vì mình không tìm được cái địa điểm quay nào hợp lý hơn. Đây ba cái bánh tráng của mình đã nhúng nước, sau rồi mình sẽ bắt đầu chả ra dĩa. Bánh của mình sau khi đã nhúng nước thì nó sẽ như vậy, thì mình sẽ tiến hành cuốn lại. Nói chung là mình không phải là một con người khéo léo, mà mình chỉ là một con người tham ăn, một con đổ nghèo khỉ tham ăn. Mình rất là thích ăn tteokbokki luôn á. Mỗi lần mà mình đi ăn đồ ăn Hàn Quốc hoặc là những cái quán ăn vặt á, lúc nào mình gọi tteokbokki. Có nhiều hôm nửa đêm mà mình thèm tteokbokki tới nỗi mình phải lên Grab với lại GoViet á, mình tìm xem là chỗ nào bán tteokbokki để mình mua. Sau rồi mình sẽ cắt thành những cái miếng như thế này cho bạn xem. Miếng như vậy thì mình được cho là vừa ăn rồi nè. Và đương nhiên là trước khi làm cái này các bạn nhớ rửa tay sạch sẽ nhé. Đó. Mình đoán là mọi người xem những cái video này cũng nhiều rồi nè. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm tteokbokki và mì để ăn ngon hơn. Một cục như vậy là vừa ăn rồi. Sau đó mình sẽ tiến hành mình làm nhiều cục như vậy nữa. Nha. Mình nghĩ là với tầm, nếu như bạn nào thích mà ăn mỏng hơn thì mình sẽ uống 2 cái. Nhưng mà đối với mình như vậy là hợp lý rồi, nên là mình vẫn uống 3 cái để mình uống. Càng ngày mình càng nhận ra là có rất là nhiều video nấu ăn mà những cái món mình hay ăn hàng ngày á, nó được đơn giản hóa đi rất là nhiều luôn, mà làm cho những cái người lười vào bếp như mình cũng muốn vào bếp và thử sức nữa. Đó, mình sẽ uống như thế này. Sau đó lát nữa mình sẽ cắt ra. Cắt ra thật nhiều. Ở dưới Sài Gòn ấy, thì mình là sinh viên mà mình sinh viên nghèo, mà mình lại thích ăn tteokbokki, nên là mình hay đi ăn tteokbokki ở trong Hanuri á, các bạn có biết Hanuri không? Hoặc là nhiều lúc mình sẽ đi Aeon Mall ở bên Bình Tân á. Mình rất là thích đi Aeon nha, tại vì cái trải nghiệm ở đó mình cảm thấy như thế nào mình cũng không biết, nhưng mà nó rất là thoải mái. Mà nó tiếp bên Bình Tân á, đất bên đó nó nhiều cái đủ rộng cho một cái chuỗi siêu thị như vậy. Mình chạy tiếp rồi nó chỉ để mua tteokbokki 25.000 một hộp. Xong rồi là mình ăn nó. Mình nghĩ là cái này thì bất kỳ một loại bánh tráng nào cũng được, chỉ cần nó là bánh tráng có thể nhúng nước thì đều có thể làm được, nên là các bạn không cần phải đi tới tiệm tạp hóa để mua những cái bánh mà trên mạng các bạn thấy đó. Trong là nhà mình có cái gì mình tận dụng cái đó thì nó sẽ tiện dụng hơn nhiều á. Mà cái này rất là thích hợp cho những cái lần mà hội họp bạn bè đông người nha. Mình đi đông xong rồi mình cùng nhau ngồi cuốn này nè.
cảm giác nó thân thiết hơn. Có một cây quan rất là ngon, quan trọng nhất là cái phần sốt đúng không, là mình thì không biết làm sốt nên là mình đã nghĩ ra một biện pháp thay thế rất là hay ho. Các bạn nhớ xem nhớ xem mình quấn xong đã. Thật ra lúc mà mình làm kênh YouTube này nè, mình cũng rất là phân vân, tại vì nếu như mục đích không phải là mục đích thương mại thì nó là hơi nói dối. Nhưng mà một phần đó cũng là vì mình muốn lưu giữ lại những cái gì đó thuộc về tuổi trẻ của mình á. Khi mà mình chưa vướng bận chồng con, gia đình, khi mà mình còn muốn làm gì thì làm đó. Nên là, nhưng mà với một cái điều kiện tài chính hơi hạn chế, nên là mình rất mong khi mà các bạn xem video của mình rồi các bạn phát hiện ra những cái mình còn thiếu sót nè, những khuyết điểm của mình, thì các bạn có thể bình luận để cho mình phát triển kênh của mình ngày càng tốt hơn, cũng như những bình luận đó giúp cho bạn, chính bản thân của mình cũng ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Tại vì khi mình làm nó có nghĩa là mình nghĩ là nó đúng thì mình mới làm, đúng không? Nhất là những cái mà mình làm cho cộng đồng xem như này nè, thì mình nghĩ là nó được rồi, hợp lý thì mình mới dám làm. Nhưng mà các bạn xem các bạn thấy nó chưa được, có nhiều điểm chưa có vừa mắt các bạn, thì mình rất mong nhận được những cái đóng góp ý kiến đó, tại vì nó không những giúp kênh của mình hoàn thiện hơn mà còn giúp cho chính bản thân của mình hoàn thiện hơn nữa. Sau một hồi vật vả thì mình làm được chừng này nè các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Mình làm được chừng này nè, đó bây giờ mình sẽ tiến hành nấu cái này với mì nha. Giới thiệu với các bạn bí kíp của mình hôm nay. Đó, mì siêu cay đó là chân ái. Khi mà chúng ta quá tiếc tiền để bỏ tiền ra mua mì cay San Giang mà chúng ta cũng muốn ăn được một món mì cay thật ngon. Đây, mình sẽ bỏ vào đây. Xong rồi, bật bếp lên nấu. Đầu tiên là chúng ta sẽ trụng cái mì này cho nó chín trước. Đây nước sôi này nè các bạn, các bạn có thể thấy là khói nó đang bốc lên không? Thì cái mì này mình phải nấu từ 2 đến 5 phút, nói chung là nấu càng lâu càng tốt. Mình nghĩ là mì này nó sẽ không nở đâu, nhưng mà phải nấu kỹ mới mềm. Thấy không? Mì nó đã mềm rồi nè. Thì mình sẽ tiến hành cho nó gia vị vô. Đối với những người mà lười như mình á, thì mình không có biết chế biến cái này đâu. Mình sẽ mua gia vị có sẵn, đặc biệt là trong những cái gói mì này nè. Là mình cảm thấy nó đúng vị nhất luôn á, mà nó không tuyệt vời. Nó bỏ hết vô, không được bỏ sót cái gì hết. Sau chúng ta sẽ cắt cả cái gói hành của nó vô nữa. Các bạn thấy không? Sau mình bỏ cái phần tteokbokki này. Đó, mình thả vào đây. Bỏ hết vô. Cái tteokbokki này lúc mà các bạn làm đó thì mình nên xếp một lớp dầu lên đó, để cho nó không bị dính lại với nhau nè. Cá của mình nó bị dính cục rồi. Thì các bạn thấy không, một hồi đó mà nó đã hoàn thành được cái món tteokbokki của mình rồi. Nhưng mà ví dụ mình thích ăn cay hơn á thì mình sẽ tiến hành cho ớt vô. Mình có thể cho tương ớt hoặc là ớt tươi hoặc là ớt gì các bạn muốn, nhưng mà đây là ớt sa tế của quán này. Xong mình cho vô mình đảo luôn. Các bạn có thấy không? Trời ơi cái mùi thơm cực kỳ. Ê mình quên mất mình có chuẩn bị trứng cút nè, ăn cho giống. Nhưng mà hồi nãy mình quên đảo mất tiêu rồi, bỏ vô đây trộn đỡ đi. Cái này nếu có trứng cút với lại chả cá Hàn Quốc á thì ăn nó sẽ ngon hơn nữa nha. Tteokbokki của mình đã xong rồi đây các bạn xem. Đó, nè. Cái này là bánh gạo. Tteokbokki làm từ bánh gạo, từ bánh tráng chứ lộn. Đây, mời cả nhà. Mềm các bạn. Đó. Ơi là ngon. Nếu như mình thấy ăn 7 cấp độ thì mình có thêm ớt rồi. Ngon tuyệt vời lắm á. Các bạn nhìn cầm lên. Mình tự làm ở nhà ấy, đó tốn bao nhiêu tiền đâu, mà ăn tha hồ luôn á. Ra ngoài tiền chỉ để này phải mấy chục nghìn. Các bạn thêm cái mì này nè, cái mì siêu cay này nè, trời cái cọng của nó đúng đỉnh luôn á, dai mà nó ngon, mình thích cái mì này. Ngon quá. Thôi một cái trứng cút nè, chưa thấm lắm, ngon kinh dị luôn á. Ví dụ như mà các bạn thích ăn tteokbokki phô mai á,
mình mua cái mozzarella dùng cho bánh pizza mình rửa lên ăn như ngoài tiệm luôn. Nói hợp lý các bạn, kết hợp với chúng ta ví dụ như đi nhà ngoại á, mà mình không đưa mình nhiều đồng làm này ăn ngon này, hoặc là nó ăn cái lần được nó. Mà một cái món ăn có quan trọng nhất đó là nước sốt thì mình không cần lo nữa rồi, bởi vì mì siêu cay đã cứu vớt cuộc đời mình. Những cô gái ghép bếp không nhẹ nhàng như chúng ta, như mình chứ lộn, mình có thể làm được những món như thế này. Các bạn nhìn thấy nó lười tình không? Vỡ rất ngon. Ăn như ngoài tiệm. Nhìn này, tiện đưa quảng cáo cho cái mì siêu cay đó. Bật bánh tráng, nhớ nhà bánh nào làm cũng được hết, không nhất định là phải đi mua cái bánh giống như là các bạn thấy mẹ đâu, bất kỳ là bánh nào. Phỏng vấn em mình ngon tốt. Ừ, chị ăn vậy. Hồi hộp quá. Cay lắm. Cấp mấy, nếu như so với bạn cấp độ thì nó là cấp mấy? Cấp 3. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và đừng quên ấn cái chuông để chúng ta không bỏ lỡ nhau nha. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn đều giúp cho kênh của mình ngày càng phát triển tốt hơn. Và bye bye các bạn. Hẹn các bạn gặp các bạn ở những video lần sau.